bốn mẹo ghi nhớ thành ngữ trong tiếng Anh. Mẹo thứ nhất, hãy sử dụng hình ảnh. Những cái thành ngữ nó sẽ là mang tính biểu trưng mọi người, cho nên là mọi người hãy nhớ một cái hình ảnh gì đó trong đầu về cái thành ngữ đó thì các bạn sẽ biết được ý nghĩa của nó. Ví dụ silver lining. Silver lining là cái gì? Là khi mà một bầu trời sáng bị một đám mây đen che khuất thì nó sẽ có một cái đường xung quanh đám mây, được gọi là silver lining, ám chỉ một cái sự việc khó khăn, một cái sự việc tồi tệ đó đó xảy ra, nhưng nó có một cái mặt tích cực của nó. Cái thứ hai đó là các bạn hãy nhớ cái câu chuyện dẫn đến cái thành ngữ đó. Ví dụ có cái câu chuyện là một cái người khuân vác, khi mà chở rơm á, chở nhiều rơm chất lên cái con lạc đà quá, thì cái cọng rơm cuối cùng khi mà chất lên con lạc đà nó không chịu nổi nữa và nó làm gãy lưng con lạc đà. Thì trong tiếng Anh mình có cái thành ngữ là the last straw breaks the camel's back, có nghĩa là cái cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. The last straw trở thành cái hành động, hành vi cuối cùng mà làm cho một ai đó bị phẫn nộ. Hay trong tiếng Việt mình hay nói là giọt nước tràn ly đó mọi người. Cách thứ ba đó là các bạn hãy liên hệ tới một cái thành ngữ giống như vậy trong tiếng Việt của mình. Ví dụ nãy giờ mình nói silver lining đó là trong cái rủi có cái may, hay là the last straw là giọt nước tràn ly đó mọi người. Và mẹo thứ tư vô cùng quan trọng là các bạn hãy đọc những cái ví dụ trong từ điển, cách sử dụng những cái thành ngữ này sao cho chính xác về mặt ngữ cảnh và về mặt ngữ pháp đó nha mọi người. Và để học thành ngữ thành công thì các bạn hãy kết hợp bốn mẹo này với nhau nha. Follow Thả Tim Được Học Tiếng Anh.